tại Sài Gòn không chú ơi? Đi đâu chú, đi đâu? Đi xuống ở quận nhất á chú. Trung tâm quận nhất. Cho 40 nha. Làm gì mắc dữ? Không, tiền ôm, tiền xe có, giờ nắng quá. Vô đây này chú. Tiền xe có 30 thôi nhưng mà tiền ôm thì 10.000, 40. Bây giờ con đi xe thôi, con không ôm, có bớt không? Cái cậu nói vậy thì cậu vô, cậu uống đi ôm mà cậu bo 500.000, cậu không ôm, cậu uống bo mà. Thì rồi cậu đi xe tôi, cậu không ôm thì cũng phải trả tiền ôm chứ. Uống đi ôm khác với mấy em đẹp đẹp, nhìn chú già chát. Alo. Ông đi đâu sáng giờ mà gọi điện hỏi gì vậy? Trời ơi, để chế độ máy bay mà trời ơi. Thiệt không? Mệt ghê, vợ con gì gọi hoài. Chạy xe ôm cũng để chế độ máy bay nữa. Ủa, mắc mới gì thì chạy xe ôm mà không được quyền để chế độ máy bay. Bộ đi trên máy bay mới được quyền để chế độ máy bay hả? Vậy thì còn đỡ hơn mấy cô mấy cậu đi lên trên TikTok chơi chồng con đầm đìa đặt để chế độ độc thân. Cái đó mới là lừa đảo. Nó chứ rồi sẵn rồi tôi đưa cậu đi, tôi lấy cậu 20 thôi, bớt cho tiền ôm luôn. Ý là đang thuận đường chú luôn cái gì? Tôi đi xuống bến xe, tôi đi thi rap Việt. Chú biết hát luôn? Tôi hát cũng hay. Trời ơi, thi rap Việt là giỏi lắm á. Grab Việt, tôi chạy Grab mà. Anh em có khoảng 10 người tổ chức hát karaoke thi với nhau. Dạ, con tưởng chú thi Grab Việt. Vậy thôi chú chở xuống bệnh viện, con đi khám bệnh cái. À là đi khám bệnh hả? Dạ, mà không có tiền chú ơi. Đi khám bệnh đừng có nói đi bệnh viện, nó tốn tiền. Đi khám bệnh nói là đi vô nhà thương. Cái thời của tôi với ba má tôi, ông bà tôi kêu cái từ nhà thương không à. Không có tốn tiền. Là ngày xưa không tốn tiền hả chú? Đúng rồi, đi cái dùng cái từ nhà thương là thấy là nó nhân văn luôn á, nó đạo đức luôn, vô trong đó là không có tốn tiền. Bởi vậy giờ đổi thành từ bệnh viện á, vô bao nhiêu tiền viện phí không à. Đúng rồi, giờ dân mình nghèo nghe từ bệnh viện sợ quá.